Thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay nạn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ, như ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người tiêu dùng đến thị trường hàng hóa, làm giảm uy tín của các doanh nghiệp sản xuất chân chính. Hầu hết các hãng có uy tín, có thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng đều có nguy cơ bị làm giả, làm nhái hàng hóa. Hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng có những biểu hiện như đa dạng về mẫu mã, giá cả và phong phú về chủng loại. Xét về góc độ kinh tế, hàng giả, hàng nhái gây ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của những doanh nghiệp sản xuất, làm mất uy tín của những doanh nghiệp do người tiêu dùng hiểu lầm, quay lưng lại với sản phẩm. Bên cạnh việc gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, nó còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng, điển hình là mỹ phẩm, thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Mặc dù đã có sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, nhưng hiện nay vẫn chưa có một biện pháp nào có thể giải quyết triệt để được tình trạng này, vì những cơ sở làm hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi và phức tạp. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra những biện pháp công nghệ để bảo vệ chính mình và người tiêu dùng như sử dụng tem, mã QR code hay sử dụng cả blockchain, công nghệ mới trong thời kỳ 4.0. Trước tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan, chúng tôi đang áp dụng phương pháp đó là ghi mã cho từng sản phẩm. Mỗi một sản phẩm sẽ đều có những ký hiệu riêng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số sản phẩm bị bóc tem, xóa mã, cũng như là một số sản phẩm bị làm giả, làm nhái theo. Cái việc quản lý sản phẩm theo mã hiện tại đang là cách tối ưu nhất cho việc chống phá giá, gian lận thương mại. Tuy nhiên thì hiện tại công ty mới chỉ bắt đầu áp dụng, cho nên là việc này nó chưa triệt để. Ngoài ra, như mọi người thấy rằng là đôi khi cái việc này không chỉ là việc của doanh nghiệp hay là cơ quan chức năng, mà nó còn nằm ở chính người tiêu dùng. Hiện tại thì công ty chúng tôi đã có quy định thông báo về vấn đề hàng giả, hàng nhái cũng như là gian lận thương mại. Chúng tôi đảm bảo môi trường kinh doanh luôn là môi trường sạch, đảm bảo lợi ích cho toàn hệ thống và người tiêu dùng. Theo khoản 15 điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp quy định, phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng đối với hành vi sử dụng dấu hiệu xâm phạm quyền, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại trên biển hiệu, giấy tờ giao dịch kinh doanh, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, bao bì hàng hóa. Tịch thu tang vật vi phạm đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị chuyển sang truy tố hình sự. Tuy nhiên, với mức phạt này vẫn chưa nghiêm, chưa đủ sức răn đe khi xử lý những hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Một thực trạng nữa, phần đông người tiêu dùng khi mua phải hàng giả, hàng nhái đều rất hạn chế về luật. Vì vậy, khi biết bản thân đã mua phải hàng giả, họ mới bắt đầu phản hồi lại với nơi bán hàng hoặc bỏ qua. Đó là tình trạng chung của các nạn nhân hàng giả, hàng nhái. Thực ra ai thì cũng sẽ có đôi lần sử dụng những cái sản phẩm mà mình sử kém chất lượng. Và đối với những cái sản phẩm kém chất lượng như thế thì cái cách duy nhất mà mình có thể xử lý với nó đấy là vứt nó đi thôi. Và khi mà mình kiểu bất chấp để sử dụng cái sản phẩm đấy thì đương nhiên là cái kết quả mình nhận lại thì nó cũng sẽ không để như mình mong muốn được. Thường xuyên chúng tôi là phải đi đến các chợ, các trung tâm thương mại, siêu thị, các cái chợ ở ngoài, đến tận từng hộ của bà con bán hàng một, vận động, tuyên truyền, rồi đến từng hộ để yêu cầu ký cam kết vào đấy. Đấy là không được mua, không được tiêu thụ, không được kinh doanh những cái hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tuyên truyền để làm sao để người dân biết trước để mà cảnh báo, tránh để mua phải những cái hàng xâm phạm về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái. Tuyên truyền thay đổi về nhận thức của người dân, không dùng những cái hàng giả, hàng nhái nữa, mặc dù nó rẻ, nhưng mà kiên quyết không. Gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe, làm giảm niềm tin của người tiêu dùng đến với thị trường hàng hóa và ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp. Chính vì thế, để ngăn chặn vấn nạn này, cần sự vào cuộc mạnh hơn nữa của các cơ quan chức năng, doanh nghiệp. Người tiêu dùng cũng cần tự trang bị cho mình những kiến thức để có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng, tránh các hệ lụy không đáng có, góp phần loại bỏ triệt để gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, tạo nên một môi trường kinh doanh lành mạnh, trong sạch và văn minh.